Hà Văn An, chồng cũ được Hoa hậu Phương Lê quỳ gối rửa chân, ly hôn vợ cũ vẫn rất tôn trọng là ai? Ông Hà Văn An, một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, là người sáng lập A Group và nắm trong tay hàng loạt dự án địa ốc có giá trị. Ông từng có cuộc hôn nhân 13 năm hạnh phúc bên Hoa hậu Phương Lê. Ông Hà Văn An sinh năm 1960 tại Huế, hiện ông đang là người đứng đầu A Group, nắm trong tay một số dự án như tòa nhà AB Tower, AB Central Square, khu du lịch sinh thái Gia Hân, Nam Nghi Phú Quốc, Iceland. Khởi sự từ lĩnh vực thiết kế nội thất, nhưng bất động sản mới là mảng kinh doanh chính và gắn liền với tên tuổi đại gia Hà Văn An. Trong một ấn phẩm phát hành vào tháng 12 năm 2017 của tạp chí Forbes Việt Nam, ông chia sẻ tôi đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp chủ yếu là đam mê. Trước khi đến với niềm đam mê hái ra tiền này, năm 1992, ông bắt tay với một đối tác Việt Kiều để kinh doanh đồ gỗ nội thất, lập các xưởng sản xuất trong nước. Từ đó đến năm 1999, tận dụng thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường, A Group đã tìm kiếm sự hợp tác, liên kết với các tập đoàn nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Năm 2005, ông An cùng đối tác người Nhật thành lập công ty cổ phần phát triển AB Development Corp, chuyên về bất động sản, có địa chỉ trụ sở ngay tại AB Tower, Lê Lai, Quy 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ông Hà Văn An đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, trong khi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển AB do doanh nhân người Nhật Takahara Kiyoshi nắm giữ. Trước AB Tower, từ năm 2002, AB Group của ông An đã bắt tay xây dựng khu nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né trên lô đất rộng 3 ha có vị trí đắc địa tại Bình Thuận. Ngoài ra, quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng của ông An còn có sự đồng hành của một số đại gia địa ốc trong nước. Cuối tháng 5 năm 2016, AB Group bỗng nổi lên sau khi một pháp nhân trong hệ sinh thái địa ốc của ông Hà Văn An tham gia vào cuộc chạy đua với tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan nhằm giành quyền đầu tư vào khu công viên Cảng Bạch Đằng. Về đời tư, năm 2009, doanh nhân Hà Văn An kết hôn với Hoa hậu Phương Lê, kém ông 19 tuổi. Ông từng đổ vỡ hôn nhân trước khi cưới Phương Lê. Người đẹp lấy chồng không vì yêu, mà vì tôn trọng và thần tượng. Chồng tôi đối xử với những người xung quanh rất tử tế, chân thành. Kể cả với vợ cũ, anh đối xử cũng rất tốt, cô từng nói. Trước khi ly hôn, đại gia Hà Văn An sống cùng bà xã và các con trong căn biệt thự sân vườn bề thế, rộng 1.200m² ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Phương Lê từng nói mình may mắn vì tìm được một nửa luôn thấu hiểu, ủng hộ mình trong mọi việc. Bước ngoặt giúp tôi đổi đời chính là việc chọn đúng chồng. Con gái nên lựa người tài giỏi, thành công mà lấy. Ngoài việc được ăn chơi, hưởng thụ, chồng cũng là tấm gương, người thầy để mình nhìn vào học hỏi. Tôi học được ở chồng rất nhiều, khi chồng quá giỏi mà bản thân không làm được gì, tự nhiên sẽ bị lé phế. Đó là động lực rất lớn để mình quyết tâm thay đổi, cô từng nói. Năm 2017, nam doanh nhân từng gây chú ý với hành động được vợ hoa hậu rửa chân cho. Phương Lê nói việc quan tâm, chăm sóc người đàn ông của mình khiến cô thấy vui và hạnh phúc. Dù vậy, cô không lép vế ông xã mà vẫn khiến anh nể trọng vì vừa quán xuyến gia đình chu toàn, vừa làm kinh doanh giỏi. Phương Lê kể trong những năm chung sống, ông xã luôn cương chiều, nâng niu cô. Hồi đầu năm 2021, cô gây chú ý khi công khai tin nhắn được ông xã thưởng nóng 6 tỷ đồng vì giảm thành công 6kg sau Tết. Thỉnh thoảng, vợ chồng Phương Lê có những bất đồng quan điểm, cãi nhau. Nhưng điều quan trọng là trong lúc cãi vã, chúng tôi vẫn biết rằng người này chỉ muốn tốt cho người kia. Nhờ vậy, những bất đồng của chúng tôi không trở nên to tát đến mức có thể gây ảnh hưởng hay sứt mẻ hôn nhân. Thú thật chồng tôi là người tốt nhưng không phải ngọt ngào, tâm lý lắm đâu. Sau những lần cãi cọ, chúng tôi hay làm hòa bằng cách nhìn vào điểm tốt của nhau để trân trọng người bên cạnh mình, Phương Lê có lần kể. Bà xã Hà Văn An cho biết nam doanh nhân là người đứng đắn, khiến phụ nữ khó tiếp cận nên cô may mắn chưa bao giờ gặp tiểu tam. Cô không sợ chồng có bồ nhí vì hiểu giá trị của mình trong lòng anh cũng như tình yêu anh dành cho mình. Vợ chồng Hà Văn An, Phương Lê có 3 con gái chung. Con lớn của cô tên Victoria Đông Nghi, tính cách điềm đạm, tình cảm, thích quan tâm tới mọi người và nấu ăn ngon giống mẹ. Hai cô em sinh đôi Michelle Trương Nghi và Olivia Băng Nghi, tinh nghịch, hiếu động nhưng thân thiết, yêu thương nhau. Các bé học tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng sau 13 năm bên nhau, ngày 18 tháng 5 năm 2022, nam doanh nhân và Phương Lê xác nhận ly hôn vì cả hai không còn tiếng nói chung. Hiện cả hai giữ mối quan hệ bạn bè để cùng yêu thương, chăm sóc 3 con gái. Hiện Phương Lê muốn tập trung cho công việc để lo cho các con. Ly hôn không có gì to tát vì không có gì trên đời này là mãi mãi. Ly hôn mà không ghét nhau, vẫn vui vẻ nói chuyện và tôn trọng nhau còn đáng quý hơn sống chung nhưng tiếng nói khác nhịp. Tôi vẫn ở tâm thế chủ động, tự chủ trong cuộc sống, phát triển công việc theo định hướng của bản thân, cô nói.